là vậy đấy. Đấy, cứ là xương bò hết đó. Hầm là xương chỉ bò chỉ một phần dớt lên thôi. Dạ. Đây là một ngày mình phải nấu cả 100 ký xương bò. Đây hai nồi này với hai một nồi chảnh. À, dạ. Rồi, mến chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Chiều hôm nay bây giờ là 6 giờ kém nhá. 6 giờ kém, 18 giờ. Kiên đang có mặt ở ngay trên cái con đường Hậu Giang bên quận 6. Thì hôm nay Kiên đi qua đây để chia sẻ với quý vị một cái quán bún bò nó nằm ở trên con đường Hậu Giang luôn nha quý vị ơi. Thì cái con đường Hậu Giang ở đấy thì Kiên cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái món ăn ngon ở đây rồi. Đây là một trong những cái khu phố mà ẩm thực ở quận 6. Đấy, con đường Hậu Giang. Thì hôm nay thì Kiên muốn chia sẻ đến quý vị một cái xe bún bò nằm trong một cái con hẻm nhưng mà rất là đông khách nha. Ở đây, đây là cái xe bún bò này, rất là đông khách luôn quý vị ạ. Đây là bún bò Huế 176, không có chi nhánh. Đấy, bán rất là đông luôn. Cứ vào buổi chiều tối khoảng từ 6 đến 7 giờ là chỗ này, cái hẻm này đúng là đông nghẹt luôn. Bên đây là có chỗ ngồi bên này này, ngồi bên trong này, và cái để xe thì mình chạy thẳng qua vào phía bên trong kia. Đấy, bên này có một cái xe nước mía, mình thích uống nước mía, bên đây thì mình sang đây mình gọi này. Đấy, và ăn bún bò thì ngồi đây luôn này. Đây, Kiên sẽ vào đây quay chia sẻ quý vị này. Ở đây thì quý vị thấy là cái chỗ ngồi thì ở hai bên cái hẻm này. Đó, chỗ ngồi hai bên cái hẻm. Khách rất là đông, ngồi kín chỗ luôn rồi quý vị. Đây, em đang làm bún bò tại vì khách rất là đông nhá, nên là đồ rất là nhanh hết, nên là mình sẽ quay nhanh để chia sẻ quý vị này. Lát nữa hết đồ luôn rồi. Ở đây có giò này, có bò viên này, có chả này, có nạm này. Ở trên này là chả gì em nhỉ? Ôi, chả quế bự quá ha. Dạ, nó có hình tròn tròn vậy. Em ơi, cho anh hỏi là ở đây mình bán thời gian như nào em? Bán từ 4 giờ rưỡi cho đến 10 giờ rưỡi. Mình bán ở đây được lâu chưa em? Dạ, 10 năm hơn rồi. Nhiều khi hết sớm thì mình dọn sớm. Ở đây là 10 năm hơn rồi nha quý vị ơi. Đây em chia sẻ bên trong này là có gân bò hả? Dạ, cái này là gân có cả sụn, cái này là sụn nhưng mà em mới hết rồi. Mới hết rồi đúng không? Gân sụn rồi hết. Vậy một phần như này là bán sao em? Chứ mày anh ăn cái gì em mới tính tiền được chứ mày chẳng hạn như anh đầy đủ. Giò đầy đủ hết đi. Đầy đủ giò này á là 60, giò móng là 60, giò nạc là 65, giò nạc về em chỉ còn vài cục nữa thôi. Còn ăn bình thường thôi, bình thường là bao nhiêu? Bình thường là 50 là đầy đủ không giò anh. Đầy đủ không giò 50. Dạ. Có cả lưỡi bò nữa. Có lưỡi bò nữa. Ở đây anh thấy là khách đông đông quá mà để xe phía bên trong đúng không? Dạ đúng rồi, em có bãi đằng sau. Bãi đằng sau để xe. Và ở đây quán em đặc trưng là nước chấm. Nấu. Nhà mình tự nấu luôn hả? Dạ, cái đó là nước me. Nước me. Em đang cắt chả quế hả? Dạ. Một cây vậy em cũng có bán luôn. Bán lẻ luôn đúng không? Dạ, bán lẻ là 6.000 một miếng. Còn nguyên một cây là 70.300 gram. 70.000 một cây này. Dạ, gần Tết em cũng nhận đặc chả này nè anh. 1 ký là 230, nửa ký là 120. Dạ, nhà làm luôn hả? Nhà làm luôn. Dạ. Nhưng mà nhà mình có phải gốc Huế không? Dạ đúng rồi, chủ là gốc Huế. Chủ là gốc Huế luôn. Dạ. Đây là làm đúng là chả Huế luôn nên là rất là ngon. Dạ. Đây quý vị thấy là giò hấp dẫn không? Em có hai bò không, hai tô ít bánh sứ kính với lại hai bò không. Bên này có rau này, bún này. Rau bún ở đây này. Này là bún này, này chanh này. Hai bò không, ít bánh. Cái này là nước chấm nhà làm nãy em nói là rất là ngon. Và đây là cái nồi nước dùng nữa quý vị ơi, nước lèo đây. U chà, hấp dẫn quá. Rất là thơm luôn. Đây hôm nay mình vào mình xin chị quay này. Ở đây khách đông chắc là hết sớm quá chị nhờ. Cũng tùy bữa. Tùy bữa hả? Khách rất là đông luôn quý vị ạ. Đây anh đang châm thêm nước dùng vào này. Đấy. Ui dồi. Chia làm hai ngăn. Bên này là con Kiên thấy là có một lớp mỡ bò này. Mỡ bò rất là béo. Đấy.
Đây khách rất là đông luôn, ngồi kín chỗ luôn quý vị ạ. Ngồi mãi sâu ngồi trong kia khoảng 5-60 mét luôn. Để chị đang múc cho khách này. Cái phần này là đầy đủ hả chị? Chưa không giò đúng không? Dạ đúng rồi. Không giò 50 hả chị? Dạ đúng rồi. À, phần này không giò 50. Có giò là 60 đúng không chị? Dạ, giò lươn với giò móng là 60. À, giò nạc 65, cao nhất là 65 nha quý vị. Giò gân với giò móng là 60. Đây khách có một chạy gần không không đau không thành không ngồi luôn nha. Mấy phần về không? Một phần đem về. Lấy giò không mà? Lấy bình thường á. Cao trụng cao sống. Cao sống. Một về luôn tổng ơi, một sống về biết không? Có anh là có anh không hành không ngồi là không đau luôn là của cái miếng nghe Vi, Ê Thu. Rồi. Cái miếng về bình thường không đau. Rồi, được rồi. Cái này là nạm nhà mình thái sẵn đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. À. Rồi, tôi như vậy là 65 nghìn. Cái này là 65 đúng không? À. Còn cái này đầy đủ giò con là 60. Cái này là 60. À. Lát nữa em làm cho anh cái tô này nhá. Dạ. Để cho anh nhá, ông hết nhá. Hai tô này có số 4. Thấy là đồ ăn ở đây rất là tươi ngon nha quý vị ơi. Giò rất là tươi luôn, nhìn giò tươi ngon, sạch sẽ, làm rất là sạch sẽ. Cho chị 2 giờ, chai sớm chiều rau. Chị có 2 giờ đặc biệt bò chả cơm nha. Ôi ơi. Đây khách ngồi phía bên trong. Có thể là ngồi phía bên ngoài này cũng có chỗ ngồi, này có nước mía ở bên luôn nhá. Đấy, nên là quý vị vừa ăn bún bò vừa uống nước mía. Đây là nồi nước dùng sôi sùng sục luôn, khi nào cũng nóng hổi. Cái này nồi nước trụng giò này. Quán bán 10 năm rồi nên là khách có một lượng khách quen rất là đông luôn. Rồi,
Em làm cho anh luôn nha. Dạ rồi. Anh ăn bún bao nhiêu đó hay là anh muốn thêm ăn? Cho anh bún vừa thôi được không? Dạ, cỡ cỡ như đây đủ không? Ừ, đúng bình thường là vậy được không? Rồi rồi. Đây, Tiến sẽ gọi một cái tô đặc biệt nhất là 65.000 nha quý vị. Em anh ăn tô đặc biệt nhất nhưng mà anh sẽ không ăn giò anh muốn ăn hai cục giò gân, đổi về một cái kia được không em? Được anh. Ừ, anh ngay cái giò phanh này nhá. Rồi. Giò nạc ăn nó khô. Anh có muốn được giò, anh muốn chọn giò. Ừ. Hay là em lấy. Đây anh chọn giò này, cái hai cái giò này này ha. Hai cái này. Ừ, ok. Để em làm cho anh. Ok. Đây đầy đủ giò gân kìa. Mình thích ăn giò gân hơn quý vị, giò gân thì sau nó sẽ có một lớp da và bên trong thì nó sẽ gân ăn nó giòn hơn. Còn giò nạc á, thì cái ăn nạc thì nó hơi khô. Nên là Kiên sẽ thích ăn giò gân hơn. Và mình ăn cái tô đặc biệt là 65 nha. Khách rất là đông nên ở đây là mấy em chạy liên tục luôn. Và cứ thế là làm rất là nhanh. Đấy, thấy không? Đây nồi nước lèo mới được châm. Dạ. À anh cho em xuống đó được không? Được. À lát cho em xuống đó em quay xuống. Dạ dạ. Là lát nữa là mình sẽ xin anh xuống quay cái mà nấu nước lèo dưới đó đấy, tại vì có xương. Nước mỡ béo. Cái này mỡ béo, còn dưới kia là hầm xương dưới kia đúng không chị? Dạ cũng chung. Đây quý vị ở gần vào xin anh quay cái nồi nước dùng này. Nãy em châm lên. À đây là nồi nước dùng. Hai cái nồi nước dùng. À. Là mình bán buổi tối là hết hai nồi này luôn này. À tới khoảng 9 giờ mấy 10 giờ. À bên dưới là có xương bò ha. À, nấu bằng toàn bộ là xương bò. Toàn bộ xương bò hết nên em thấy ăn cái nước của nó là chất lượng, nó ngọt, nó thanh. Đấy. Anh vớt thêm một nồi còn ở dưới đang nghe các còn nhiều ha, xương bò rất nhiều á. Tại vì nước bên đây còn nhiều nhất là thôi nhá. Và giò cũng nấu trong này luôn này. Vâng, à. Dạ. Đây nó hay. Quý vị biết vì sao mà cái nước lèo ngọt ngon ngọt là vậy đấy. Cứ là xương bò hết đó. Hầm xương bò chỉ một phần dớt lên thôi. Dạ. Đây là một ngày mình phải nấu cả 100 kg xương bò. Đây hai nồi này với hai một nồi trảnh. À dạ. Rồi cứ hết là mình cứ đem mình châm lên, trên kia. Dạ. Châm lên. Dạ. Đấy. Rồi rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ dạ. Rồi, hai cái nồi bự ha. Hai nồi này phải mấy trăm lít. Dạ. Đây. À. Một ngày tụi em bán cỡ nhiêu đó? À. Khoảng gần 300 lít. Gần 300 lít nước lèo. Dạ. À. Còn cái nước mỡ béo này là ba em thắng từ hành phi tỏi đó, chứ không phải nước màu. Tại nhiều người nghĩ là nước màu. À. Nhưng mà mình hầm xương đúng không? Dạ đúng rồi, hầm bằng xương bò, xương que lắc. Anh xuống dạ. Anh có dớt cho anh coi. Dạ dạ. Đó, mình xin xuống mình quay cái nồi xương hầm đó quý vị. Thế nồi nước lèo rất là chất lượng nha. Rồi. Đây cho em ngồi đây luôn đi. Đây mình sẽ ngồi bên này này. Ở đây có chanh ớt này, sa tế này, đũa này. Anh ngồi đây thì xem các chị mấy em đã làm bún bò. Rồi cảm ơn anh. Đây cái phần này là phần đặc biệt của mình nha quý vị. Tô này là tô đặc biệt 65.000. Cái tô rất là bự luôn này. Đó. Tô quá bự luôn. Cái này là rau và nước mắm. Nãy em bảo là nước mắm này tự làm, nhà làm nên là nước mắm có sự đặc biệt của nước mắm á. Chấm giò là bá cháy luôn. Đây một cái tô bún bò nóng hổi luôn quý vị ơi. Và giờ Kiên sẽ mời quý vị cùng thưởng thức nhé. Rồi cảm ơn anh. Rồi, alo, giờ Kiên sẽ mời quý vị cùng thưởng thức một cái tô bún bò rất cực kỳ ngon luôn quý vị ạ.
nhìn thấy là thấy chất lượng đấy. Ui. Rồi mình sẽ trước khi mà ăn thì mình sẽ thử cái nước dùng. Mình sẽ thử cái nước dùng trước nhé. Nếu mà nước dùng mà ngon đó, nước dùng mà chưa nêm nếm gì mà ngon đó thì cái nồi bún bò chất lượng nhé. Đây, mình sẽ thử nha. Chưa có bỏ chanh bỏ gì hết, chưa bỏ sa tế luôn. Cái nước dùng bún bò rất là chất lượng, ngọt. Cái vị ngọt từ xương á, từ hầm xương á, chứ không phải là từ gia vị nhé. Quá ngon. Bún bò chất lượng. Đây thì có đầy đủ này, nạm này, có chả này. Đây có thịt heo nữa này, thịt heo luộc. Nạm. Đấy. Mình rất là thích cái này không? Những cái quán mà bún bò mà gốc Huế. Đây là nãy em nói là chủ là gốc Huế luôn nha quý vị. Tết là còn có bán chả. Tết còn có bán chả chả Huế nữa này. Đấy. Giờ Kiên chưa có vắt chanh, Kiên sẽ ăn trước này. Cái này chưa cần vắt chanh hay là bỏ gia vị thì Kiên thấy là cũng ngon. Nêm rau này nó giòn. Rau muống, để có rau muống và rau chuối, rau giá. Nước mắm chấm nè. Này có gần này nó sần sật nè. Đi. Ngon. Mắm này là nước mắm kiểu là có me nữa, nó hơi chua chua. Lẩu cứ ăn bún bò mà chấm nước mắm me đấy. Nhưng mà nó lạ, lạ miệng. Đây là cái giò khoanh. Thì nhất là thích ăn giò khoanh này, giò gân. Nó giòn. Rồi mời quý vị. Chấm nước mắm mè thì ăn này. Ba cháy. Quá là ngon. Quá, ngon quá. Bún bò ăn nóng mới ngon. Ở đây thì nước dùng lúc nào cũng sôi, nóng ngon. Thank you.
nguyên nhân vì sao khách lại đông như vậy? Giò này á, Linh chưa có, nói chung là nó hơi vừa chín tới vừa ăn nha quý vị, nó không bị bụng quá, ăn nó vẫn còn độ giòn của cái lớp da rồi lớp gân. Trong này có tùy của nó này. Tùy rất là béo. Giò tươi ngon quý vị. Con này có tùy. Bò chả với lại bò giờ này hai thôi, bánh thôi. Mười thôi. Có ăn bò giờ này cũng không? Chị rồi. Tìm dầu đúng không? Ăn chỗ này là no luôn quý vị ơi. Mới gần này chấm mắm chua này ăn ngon. Bây giờ mình mới ăn thì muốn chả chả rất là thơm, bên trong là có chua hạt tiêu đó, chua bắc á, chua sò, nó thơm mà nó bùi béo. Tô bự quá trời. Địa chỉ đây là 176 Hậu Giang, phường 6 quận 6 là quý vị. Còn một miếng giò nữa. Cầm ăn cái này. Tấm nước mắm me. Wow.
giỏi chất lượng luôn. Rồi quý vị ơi, Kiên cũng vừa mới thưởng thức một cái tô bún bò đặc biệt rất là ngon nhé. Nói chung là Kiên đánh giá cao là cái nước dùng ở đây Kiên rất là thích, tại vì Kiên ăn rất là nhiều nơi rồi, nước dùng mà hầm từ xương ấy, ăn nó ngọt nó ngon, đặc biệt là giò thịt rất là tươi ngon, làm sạch sạch sẽ nhé. Rồi cảm ơn tất cả quý anh chị cô bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Mọi người thấy video này hay, Kiên giới thiệu được cái địa điểm ăn uống ngon thì mọi người hãy like, share và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.